Cái này cái nu không nha bạn. Cái này cái quan sát gốc chắc khoảng gần 30 quá. 28 quá. Chiều cao nó khoảng cũng 27 28 tới chốc ngọn. Cái này nuôi được cái chốc cành này. Cái này về mấy bạn thả nuôi được nữa là ok. Cái mặt lưng đó nè đó. Mình cây thẳng nó thả nuôi được mấy chốc cành này được khoảng năm mấy, gần 2 năm nữa. Năm mấy quá, khoảng năm mấy rồi. Cây này mình bán. Mình bán một số cây nhà vị trí chứ không có cây. Không cây mới. Nụ của cậu nha bạn. Có chốt cành sẵn này, đủ uống sẵn này. Cái này về mấy bạn nha, chịu khó nuôi vô kêu vô kẽm khoảng 2 năm nữa là cây này nó cũng tương đối đẹp á. Còn cây thiên nhiên. Nó không có sẹo đâu, sẹo là sẹo trên ngọn này nó liền gần hết rồi nè. Mấy sẹo này nó đang liền liền hết cho. Sẹo này mình mới đục lại, nó đang bao quá. Nói chung cây này nè, trong vòng 1 năm nữa là không có sẹo. Như vậy bạn trồng ngoài đất thả rồi cũng được, 1 năm nữa là không có sẹo. Nụ không nha bạn.